Chúc mừng các em đã thành công được năm học. Và thật chúc các em sẽ thực hiện được những gì mà mình mong muốn. Em hiểu không, đúng 7 giờ tối nay phải hoàn thành deadline cho anh thôi. Nhưng mà... Alo, alo anh ơi. Chừng nào mới xong cái deadline này? Hả?